Bên cạnh chú trọng thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc còn đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Hiện tại, công ty cấp nước số 1 và số 2 của tỉnh, ngoài nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phú Yên, còn thực hiện cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân một số vùng phụ cận thuộc các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo. Cùng với đó, các cấp ngành chức năng trong tỉnh cũng triển khai các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân lắp đặt sử dụng hệ thống lọc nước quy mô hộ gia đình và triển khai xây dựng một số công trình cấp nước sạch tập trung quy mô xã và cụm xã. Nhờ vậy, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt đã từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có trên 90% dân cư đô thị, 80% dân cư khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước đạt yêu cầu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. 100% trạm y tế và trường học có công trình nước sạch. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015, riêng về nước sạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư xây dựng được 4 công trình cấp nước liên xã tại các cụm xã Tứ Trưng, Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, Thái Hòa, Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, Hồng Phương, Liên Châu và Phú Đa, Đại Tự, huyện Yên Lạc, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho trên 13.000 hộ dân. Đặc biệt trong năm 2016, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung cho 12 cụm xã thuộc huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc. Bước đầu, những công trình này đã đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân trên địa bàn. Từ khi mà có công trình cấp nước tập trung và có các cái thiết bị xử lý nước hộ gia đình thì dân đã hiểu và nắm bắt được, đã tìm đến trung tâm và đem nước đi xét nghiệm để hiểu được nước sạch đạt quy chuẩn và nước không đảm bảo quy chuẩn như thế nào. Thì dân đã thay đổi nhận thức được. Trung tâm đã phối hợp với các ban ngành để xây dựng các cái công trình cấp nước nhỏ lẻ và các cái mô hình để bà con nông dân trên địa bàn nông thôn học hỏi các mô hình và nhân rộng các cái mô hình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình ở những cái xã mà không xây dựng công trình cấp nước tập trung. Cũng như nhiều địa phương khác, trước đây người dân xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, nước ao hồ để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên do đặc thù là xã ven đê, đông dân cư nên nguồn nước ngầm vốn đã nhiều hàm lượng arsen và kim loại nặng, lại từng ngày bị ô nhiễm do chất thải từ sản xuất nông nghiệp, từ chăn nuôi và rác thải sinh hoạt nên chất lượng nước không đảm bảo. Công trình nhà máy nước sạch cụm xã tại Yên Lạc được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014 với công suất 2.500 mét khối một ngày đêm, đã cơ bản cung cấp đủ nguồn nước sạch cho nhân dân trên địa bàn. Nhận thức rõ vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của nguồn nước sạch sinh hoạt đối với sức khỏe lâu dài, nên nhân dân các xã thuộc vùng thụ hưởng lợi ích các công trình nước sạch đều đồng thuận giúp đỡ xây dựng và bảo vệ công trình. Có thể nói, nguồn nước sạch cho sinh hoạt đã góp phần đổi thay cuộc sống cho nhiều hộ gia đình khu vực nông thôn. Trước kia nhà tôi dùng nước giếng khoan lên thì nhà tôi phải lọc rất là nhiều mà nó vẫn còn những cái váng, những cái cắn ở rất là vất vả. Thế từ hồi mà có cái nguồn nước sạch này của cấp trên mà đưa đến gia đình nhà tôi thì tôi cảm thấy là nhà tôi rất là yên tâm mà nó lại sạch hơn. Nấu nước là nhà tôi không phải qua máy lọc, máy liếc gì nữa cả. Bây giờ nhà tôi bỏ máy lọc. Chương trình nước sạch này đối với nhà tôi là rất là quan trọng. Vì tôi mong muốn là cái nước sạch này cứ duy trì mãi mãi để nhà tôi dùng. Nước sạch là nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Đầu tư phát triển hệ thống cung cấp nước sạch là đầu tư cho an sinh và phát triển xã hội bền vững. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2020 có 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trong đó có 80% sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn Việt Nam 02-2009 của Bộ Y tế. Đến năm 2030, có 100% người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt quy chuẩn. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, bên cạnh việc hiện đại hóa các công trình cấp nước đô thị, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đầu tư khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn.